Đây, nhào vô nha. Mình sẽ làm một con deep, một môn đáp cho mấy bạn coi. Mấy bạn sẽ theo dõi, mấy bạn sẽ thấy được một ngón mình sẽ deep mà bồn như thế nào. Chỉ vô được. Ok, thì bây giờ như vậy đây. Cái ngón deep thì mình sẽ ngón deep trước ha. Ngón deep thì bây giờ mình nhìn ngang qua này. Mình sẽ hướng dẫn này, là mình nhìn ngang qua, mình thấy nó chạy từ đây, nó chạy cong này, chị thấy không? Đó. Ngay chỗ đó là nó bị thiếu bột đó, là chị nhớ chị phải bỏ cái thằng bột nó vô. Nếu mà muốn làm marble thì tất cả cái marble hay là bất cứ một cái gì nó không có thành vấn đề, nhưng mà cái nền tảng đó là mình phải có, nó không cần biết là nó như thế nào đã ha. Sau đó mình xếp phớt bụi đi này ha, mình đi vào lớp thứ hai đó. Yep. Lớp thứ hai này thật mỏng là thấy chưa? Ok, đít nó vào cái này. Phủi bụi đi ha. Rồi, lớp thứ ba này. Mình đi được cao hơn chút xíu nữa. Đúng không? Mình đi cao hơn chút xíu để mình build cái nền cho cái móng của bé nó vững, nó cắn. Tại vì khách mà nhiều khi nó đeo cái móng dài như vậy thì nó phải có cái nền tảng nó phải chắc. Nếu không có chắc thì nó sẽ không được. Còn ngón này thì mình đắp bột thì nó dễ lắm ha. Mình đắp bột thì mình chỉ cần làm marble thôi, thì mình sẽ làm cái màu mình sẽ lấy cái màu xanh này ha, mình làm marble này coi này, và mình làm chung với cái màu super white đi nha ha. Đây là màu xanh này, màu super white này đó. Thì nếu mà mình làm marble thì mình nhớ mình cho nó chút xíu cái primer vào, okay. Đắp bột lúc nào cũng cho cái marble vào. Và sau đó mình sẽ dùng cái cọ số 10 ha. Primer in the back. Yeah, overhead primer. Yeah. You're doing one sculpt. Yeah. One, okay. One acrylic one dip. Yeah. Thì nếu mà muốn làm marble á, cái mà dễ nhất á thì mình lấy cái màu trắng này ha. Mình làm thiệt là mỏng này. Mình để ý này. Mình thả ngay đây ha. Đó, thấy chưa? Start with a white base. Dạ, yeah, thật mỏng thôi, không cần nhiều, tại vì mình muốn cho nó cái đó, thấy chưa, kéo nó xuống ha. Đó. Ôm nó vô này ha. Ôm nó vô này ha. Rồi. Okay. Rồi. Và bây giờ mình mới lấy cái màu này. Hello. Trắng này. Ha, xanh này, thấy thì mình làm marble xanh trắng xanh này. Mình để cái bột đây này ha. Này coi này, mình ngoáy nhẹ một cái này. Cái này kéo nó xuống này. Đó, thấy chưa? Mình không có làm gì hết. Ví dụ mình muốn nó đậm hơn chút xíu nữa này, mình đụng vào ngay đây này. Đó, mình cho thêm một chút xíu bột vào đây này, nó chạy lên trên này đó. Thấy chưa? Cái đường nét này. Ôm nó lại nhẹ nhàng này, thấy chưa? Đó. Rồi, mình lấy cái bột thứ hai nha, trắng nữa này. Xanh nữa này. Ok. Mình lại thả trên đây nữa này. Quay nó này một vòng này, hai vòng này, kéo nó xuống này, đó thấy chưa? Nó vừa blend vô đủ luôn. Đó, mình không làm gì hết nha. Đây, nè, nhẹ nhàng này ha. Cái bộ thứ ba này, bây giờ thả nè. Now when you go back to the salon and try this, it's gonna take you 10 nails to get that, but you will get it. It is easy. The colors go very smooth. Yeah, together. You don't do a lot of swirl. If you have but the you don't right do liquid, a lot of stroke on. Powders nhớ là đừng có quét quét nhiều trên cái mặt. Yes. Mình chỉ có quay quay một hai vòng thôi. That's all we use in my. Mình quay quay một hai vòng thôi, mình kéo trên mặt nhiều á. Nè. Này, bây giờ bật clear này. Nhớ ha. Làm gì làm. Này con. Clear này. Ôm nó lại nè. See how quick he did that. Ôm nó vô này ha. I got after seeing his demos and working with him. Thấy nó nhẹ nhàng không? I mean, within one year, I was winning competitions and everything. Oh wow. Yeah. No, like. Rồi. It's bây giờ ha, coi như là mình xong nhé. Bây giờ mình cắt này qua một bên cái đấy. Clear. Dễ thương ha. So cute. Cái này mình làm nguyên bộ như vậy đẹp lắm.
Đây, cái này màu trắng này, bây giờ mình dip, bây giờ mình cắt liquid qua một bên, không mình dùng liquid nữa ha. Này, vô xếp này, vô xếp này, đẩy nó vô ha. Thì cái này á, thì bây giờ mình vô sơ sơ trên mặt cho mà coi. Này, vô trên mặt cho nó đều đi này ha. Đó, vô để làm sao để cho nó ăn cho nó đều á, để cho mình dip cái màu, dip cái màu trắng lên á, dip cái màu lên ở dưới này lên á, nó sẽ nó yeah, just I just wanna make sure they are nice and smooth. I don't wanna have to any kind of. Đúng rồi. Nhẹ nhẹ ra. Really? Yeah. Every time. It doesn't look it, but. Every time that you have a pretty, small new bed like that, yeah, they always turn out very pretty. Whatever I do. Yes, you have slender, beautiful hands. Bây giờ mình làm marble nè, mình làm marble nè, mình nhớ này, coi này, sơn này ha. Bây giờ sát vào cuticle ha. Nha. Chịu khó đi đi lại lại nhiều lần á, tại vì lý do mình sơn nhiều lần như vậy đó. Thì cái dipping của mình nó bám chắc lắm. Đó. Mà nó ăn thật đều nữa. Sau khi đó mình nhúng nó vào này, cái màu super white ha, mình đưa nó vào mình giữ nó yên này. Nha. Bây giờ mình đụng những cái nền thì mới ấy đó. Đó, thấy không? Thấy một lớp đó không? Is that the white? This is super white, yeah. Super white là làm pin white. Không, deep white là làm pin white, super white là mình làm, mình nên mình đắp bột, mình đắp. Còn không mình muốn deep hết một ngón á, mình deep cái màu super white nó là đẹp hơn. Ha. Ok. Cái này là nó. Deep white nguyên ngón là xài. You won't see that by the end. Yeah, cái sometimes it happens but it's really pink white side mà trắng gì pretty cool when he does on thank you pink white xài trắng gì anh pink white hả xài deep white nó gọi là cái chữ deep white bây giờ cái này super white là nó là để cho nó deep như một ngón là nó super white này ha sơn nè sơn thật đều này ha ok nè bây giờ này coi này ha vô này ha ok. Nào, bây giờ mình cần làm marble đúng không? Đây, đây cái màu này marble này, mình làm giống như vậy luôn, mình làm cái kiểu giống như vậy nè. Thấy chưa? Cái này là marble nè. Ok. Cho nó phủ bụi đi cái đá. Hai, nó mới có hai lớp rồi, nó có hai lớp rồi đúng rồi. Này ha. Rồi bây giờ sơn lên này ha, coi nè. Ok. Đúng không? Sơn lên này. Lấy nước nè. Oh wow, I see. I had no idea how you were gonna do it. Ha. Ủa nếu mình không muốn xài kim tím thì sao? Thì mình đẩy chấm thêm vô ơi. Chấm thêm vô. Đúng rồi. Ha. Không nó vô ha. Đúng rồi. Heo nó ra này ha. Đây clip này ha. And then you're gonna put clear over that, right? Yeah. You have to have some clear on, otherwise. Otherwise, they just gonna. This is clear. Make sure it's clear. Yeah. Clear. Clear hả White? Nó clear. Nó clear mà nó bị ướt á. Nó làm đùng. Clear. Sao? Yes. It's easy fix.
clear. Okay. It's better to sprinkle them and dip it in like that. But yeah. But you see. Nãy anh làm xong rồi anh phải bỏ một lớp nữa mới giống lia hả? Sao cơ? Ha khỏi. Hmm? Hồi nãy anh bỏ mấy cái ma bồ lên xong rồi anh phải bỏ một lớp này mới giống lia hả? Hay là thẳng bỏ, vô lia bỏ luôn? Bỏ ma bồ lên cái gì phải không? Yeah. Xong rồi bỏ... đúng rồi. Bỏ ma bồ lên xong rồi bắt đầu mới nhúng vô clear đó. Không, bỏ ma bồ lên thì nhúng vô lia, phải bỏ lớp này nữa mới nhúng vô lia. Bỏ lớp này là mới nhúng vô lia được chứ. Ok. Bỏ ma bồ xong rồi để khô chút. Đúng bỏ rồi. Lớp này mới nhúng lia. Đúng rồi. Đây nó là hai cái màu đó dễ thương không? Màu tím với lại màu xanh ha. Vậy là xong rồi phải không? Vũa thôi. Mình xong rồi mình chờ nó khô rồi mình vũa nó thôi. Next time you do a demo, show them how to marble with gel polish. Yeah, I can do gel. Yeah, marble gel polish cũng dễ làm lắm. Làm marble gel polish dễ lắm. Ok, làm một ngón cho con. Làm marble, làm thêm một ngón. Làm thêm ngón marble gel polish nữa nè. Ha, coi này ha. Yeah, marble gel polish dễ ăn lắm. Dễ, dễ. Đâu có móng đâu, tay thiệt mà. Tay thiệt tay móng đi, cái gì gắn móng vô nè. Cái acrylic cũng được mà trên tay thiệt cũng được phải không? Đúng rồi. Miễn treo thôi phải không? Đúng rồi, miễn sao treo thôi, đây là chỉ cách móng, làm. Anh nói móng thường được phải không? Móng thường được. Nói né trồ rồi bỏ treo lên thì làm được. Đúng rồi, đúng rồi. Anh nhớ phụ mẹ. Không có nhớ thì coi video là. À, vậy thôi. Dễ ẹt, không nhớ thì cứ đè video ra coi lại là nhớ thôi. Get three gel polishes. I'm gonna show you how I did it. Yeah, the gel I have in here. I'm gonna use the gel to do that for her. It's very simple. Yes. Dễ lắm. Mình chỉ làm mình sơn gel lên thôi, sau này mình làm nó ra nó làm ma bồ dễ dàng lắm. Do you do the gel though where you dip three drops on this and you pour it and then you just put the clear over? Oh yeah, no, I put it on outside. Put it on there. You should let me show you how to do it real quick. Okay. It's so quick. You're gonna layer them on this and pour it up, going up the nail, mm-hmm. and then put foil around it and mm-hmm. clear. It's mm-hmm. gorgeous. Mm-hmm. And it's quicker than the other way. I've been practicing some stuff. Ngày hôm nay có show nên là mình có deal. Hôm nay là ngày mai, là ngày mốt. Ngày mai thêm ngày nữa là hết. So what you study? Yeah, I know. Hopefully. It's okay, they still school and stuff. It's more money for them. It could take a long time to dry, so I'm going to put the activator on. Because, the activator helps it dry quicker. Yeah, let me dry quicker because it's leave that nail like that. I'm telling you, you pour the gel polish marble, let it cure, and then put your clear over. It's quick. Yeah, let me apply the acrylic and then you can sew her. See the way I do it, you don't even put the base yet. You're just gonna apply the acrylic over. Do a
light very thin, very light either thin, right? Light or clear. Just gonna put clear. Okay. Do yeah. thin. Yeah, just thin. Cause I'm gonna show you. It's quick. You gotta see this. Wait. Make sure they stay on. Này, clear thôi nha mấy bạn. Mình sẽ làm một clear, lớp đầu clear thì là mỏng ha. So it's a very nice thin layer, layer on. Ok. Cũng giống như là mình đang đắp bột thường vậy đó ha mấy bạn. See the way I do it, you're gonna do that after I would have marbled. You would actually marbled first, encapsulated it. Oh, you're gonna do marble? That's what I was trying to tell you. Oh, so you're gonna do the technique that I have is really quick. You marble on, so you, you're gonna marble it, you under the clear. Encapsulated? Yes, encapsulated marble with the gel polish, and it's so quick. Well, I do the other way, it's the same way. Okay. I polish them, and I take the gel outside like this, and I marble it with my brush, and I just scrub them on, it's done. Safe. One day he's gonna let me do a demo. Okay. Okay, let me put this away. Let me file this, and then let it dry, and then you can do the other marble. Show me. One more nail. Look, y'all be alright. Yeah, I have purple in there, I have white. I'm gonna get it ready for you so you can see it. Your first year or your second year? Second year. So how do you like it? Okay. What are you studying? I'm a sociology major, but pre-med track as well. Oh. Medical, you don't have to work as hard as us. Let me make some drug. Yeah. Right. One deep marble, one double marble, and then we do one gel marble. So you guys learn all three techniques. Marble on her nail. Cái này là để phá bột nè, cái này để chạy trên mặt nè. Cái này ngon lắm á. Cái đầu dũa lắm, mình ở đây mấy hôm qua đến giờ mình không có cái đầu dũa để mình lại xài. Chạy trên mặt đấy, của cái gì? Chạy trên mặt bột đó. Bột chứ không phải điếp hả? Không, trên mặt bột á. À, bột á, điếp cũng được, điếp mà nếu mà mình điếp dày mình chạy cũng được, cũng không sao. Rồi, hai cái này là mình xong rồi đó mấy bạn ha. Qua bên đây là món này là món bột mình làm mỏng nè. Đây. Đây. Cái này nó rất là mỏng, đâm ra mình phải dũa ha mấy bạn. Chỉ có khô nữa chứ không phải là dũa. Cái này lớp này nó mỏng quá nên chút xíu mình sẽ encapsulate lên bột lại ha mấy bạn ha. Từ đi. Ok, you wanna go ahead? Yes. Ok, she's gonna demonstrate one.
marble for you. All right, you guys. I'll show you. Do you have a white? Where's your white, Joe? I have yellow, purple. Do you have a white? Hello, Chung Lê em. White? Yeah, do you have white? Oh, yeah, I don't think I have white. No, okay, so I'm gonna make it work with these colors. We're gonna take the lightest color first, and we're gonna drip it right onto here. You're just gonna drip it onto the cuticles thing. Take a couple colors. You can do this with as many colors as you want. It doesn't matter. Yeah, but you don't want to mix the colors, so you gotta like get it so it'll drip. Maybe add me more. Yeah. Okay, so that's pretty much. Now you're just gonna take it in the wind. I do it in my salon. I start from the bottom. You're just gonna pull it, that's it. And then I flip it over and then see why you need the white. And then you can add yellow or white. If we had white, that would be really pretty. You see the marble? Done. Cure it and I need a white. Like if we had a white. Yeah, you swore better. Yeah, you want more color? You can spell it better. But then, see, I do it differently. I finish the whole nail, and then I take the brush, and I make the marble very. It's a little bit different than what you do. Yeah. Now, if I had the color I wanted, it would be so, it comes out perfect. This one, we added too much green. But look, when you do that, you just drop another. These colors are too dark but to go together, but look at that. It'll swirl together. Yeah. You see how it swirls, but if do it with that purple, white, and black, always, and swirl it up. And you cure it, cover it, and that's it. That's all you do. Let me show you the other way. Yeah. Let me show you the other way. It looks better. You gotta add the bright color and one dark color. One color. Yeah, these are kind of all dark though. No, here you go here with my yellow. Okay, yellow. So we can do some yellow here. Yes. Okay. Yellow and black is those three colors. So I normally, what I do, I have a white background. Yes. I normally put the white background. Let me dip into the white powder background first. Okay, let's see what happens to now. If you have the white background. But if we have time and we don't rush, I'll show you how to pull it. It's really easy. It's simple white. Okay, let me dip this. And then I will do the marble. The other way. Because the other way I do them is. We could do it with this. By brush, yeah. It's pretty fast. Okay. Cái này là hoa nha mấy bạn. Mình đi từ cái hoa trước ha. Yes. Okay. Do the white powder first. See, if we would have poured it over that, that would have popped it. Yeah. I needed a white. Do one more coat. And this is a dip one. Yeah, this dip. Dip or acrylic is the same way. I like the way when you pour it better. Yeah. Okay, now after I have it done, let me put some activator on so I can work on pretty faster. Yeah. And then like to your middle one, you can just go with that, then add a couple pieces of foil and top coat it, and that's the design. Yeah. Okay, here, after I follow. Okay. Do you encapsulate your gel? Cái móng tay của bé này đẹp quá. Nhỏ, nhỏ nhỏ dễ thương.
Sorry? You're gonna encapsulate it after you do the gel. No, okay. Yeah, I know. I don't. No? When I finish the gel, I just put the top on. That's it. The gel is final. Is it like how I polish the gel? Okay, gotcha. Yeah. Okay, I'm gonna file them. Just like how I file until it's finished, right? Rồi. Mình sẽ chạy cho nó sạch đi luôn ha. Mình làm những lần mình làm finish luôn rồi tất cả như là mình xong hết tất cả đó. Rồi mình mới làm marble. I like your nails. They're just so little. Yeah, her nail. It's so pretty. If I nails on if làm con marble gel đó. Đây. Này giờ chị coi, bây giờ vô coi cái marble gel này này, nó gel nó cũng hay lắm. Ví dụ bây giờ mình làm xong sơn hết rồi ha, rồi mình buffer đúng không? Buffer giống là bình thường vậy đó. Đây này thì cái này á, là cái này là cái marble gel, là cái này màu vàng này, cái này màu xanh này, cái mình thả nó ra ngoài này trước ha. Okay, I put it outside first, hay like this. Cái này là gel hả? Cái này là gel, tất cả cái này là gel hết. Không, cái này nè. Cái này là deep, cái này là deep ha. Còn nếu sau đó là gel quá không? Tay thiệt thì làm sao cũng được hết á. Này coi này. Rồi bây giờ này. The way I was trying to show you, you have to start with a white. Yeah. Now you take this. Oh. And you go here. See that? It looks like the marble ink almost. We use marble ink. It's actually, it gets you much better effect because the other one, if you use the metal, it doesn't give you that effect. So if I use well, this. Well, no, you need like a bright, yeah. Yeah, you can mix it. You give you that effect much, much better. Look at you making the chameleon colors on your own. Yeah, see that? It's come out, give you a better effect. Yes. It looks really nice, okay. That's how you can do marble like that. Definitely got to do it on white though. Always have you white in your marble. Me now, I have the light color here. I have the light color here. See now, that's my marble. And then you cure them. See? So after I cure, then I just put top coat on. Then I'm done, yeah. Rồi, ví dụ như em làm cái chanh treo thiệt á. Cũng giống nhau thôi. Mình sơn một cái màu treo mình mới bỏ thằng này lên phải không? Nhưng mà mới bỏ lên thì nhớ mình có cái màu trắng nó ra đều hơn. Là màu trắng. Mình sẽ sơn cái màu trắng. Trong đây có màu trắng hay trên mặt màu trắng? Không, tại vì lý do là đây ở đây mình không có màu trắng. Thì đâm ra mình dùng cái màu vàng để mình thay thế cái màu trắng. Cả cái nền màu trắng rồi bỏ màu trắng nữa hả? Đúng rồi. Or just buy his chameleon yeah. gel. Đâu, no. Màu trắng rồi bỏ lên màu trắng nữa sao? Cũng được nữa luôn. Thì you nó see sẽ that? Chạy, that's chạy the ra. Chameleon nó gel. Nó sẽ chạy luôn. That's nó chạy rất là đẹp. Và sau đó này, khi mà nó khô rồi đó, mình lấy nó ra nè. Now all I have to do now is to put the top coat on them and I finish. Okay. Nè, mấy bạn thấy không? Nè, this marble is finished. Lẹ lắm, làm như vậy nó sẽ lẹ hơn. Because what happened if you do marble like this and you put clear on top, clear powder on top, I think it's gonna kill some of the, it's gonna kill some of the color. No, as long as you have white as your base. It didn't. It was nice. Is you gotta get the, it depends on the colors though. When you're doing the dark colors like that, the brush was better. Thì mấy bạn thấy là cái ngón này là ngón deep marble này ha. Ngón này ngón dip marble này. Brush marble, gel marble. Marble này. There's three different kind of marble. That's awesome. You guys see? Hello cho anh em. Thu Hà, Huyền Trang, làm theo anh dễ và đẹp hơn anh. Em xin chữ bình yên. Không có hư, không có hư được. Đừng có mang ra để vô gần những cái đèn này hay là này kia thôi, chứ không phải ra mình cứ cất đi một bên. Không có hư được. 6 tháng không hư luôn phải không? Trời ơi, làm gì mà mua chị chủ 6 tháng dữ vậy? Cái này chỉ để bỏ
design. Ờ, thì mình làm được nhiều thứ lắm, làm được nhiều kiểu lắm. Phải OM80B Sen Sugar sáng đúng không? Rồi Sen Sugar đó. Đây nè nó đó nè, OM80B nè. Chính xác. Đó, như cái như là mình xong rồi mấy bạn thấy không? Nó giết mà quên biết luôn. Chết chưa. Màu neon 56 à, không biết thì không thấy ở trên đó. Không biết có hay không. À thấy không? Mấy bạn thấy ha, mình làm marble ba kiểu khác nhau. Mỗi một kiểu nó có một cái technique khác nhau. Cái này thì tại vì này mình làm cái này cũng hơi đậm, nếu mà làm lọt lại xíu nó sẽ đẹp. Đó là ma kiểu marble. You're welcome. Okay. You won't be able to. Wait. I'm going to say I still want to spend.